Ông Zelensky, Ukraine tổn thất đau đớn ở Severodonetsk. Tổng thống Zelensky cho biết giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở thành phố Severodonetsk và tỉnh Kharkov, khiến quân đội Ukraine tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề. Thật không may, tại thành phố Severodonetsk, những tổn thất là rất đau đớn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video hôm 14 tháng 6. Nhưng chúng ta phải cố gắng. Phải kiên cường, đây là tổ quốc của chúng ta lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc quân đội tiếp tục hiện diện ở khu vực Donbass sẽ quan trọng đến thế nào. Đối phương càng chịu nhiều thiệt hại ở khu vực này thì sẽ càng ít năng lực để tiếp tục hoạt động quân sự. Do đó, diễn biến ở Donbass là chìa khóa để xác định bên nào sẽ nắm ưu thế trong những tuần tới. Ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine cũng nói về những mất mát đau thương ở khu vực Kharkov, nơi quân đội Nga đang cố gắng củng cố vị thế chúng ta vẫn phải chiến đấu hết mình để bảo vệ an ninh hoàn toàn cho Kharkov và khu vực Tổng thống Ukraine cho hay. Theo quan chức địa phương Maxim Schenik, các trận chiến khốc liệt đang xảy ra ở Isium, phía nam Kharkov. Schenik, Phó Chủ tịch Hội đồng thành phố Isium, nói rằng lực lượng Nga đang cố di chuyển theo hướng Slovian và Bavinkov. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã có thể kiểm soát một số khu định cư ở ngoại ô Isium bằng các cuộc phản công, Schenick ước tính 15.000 thường dân vẫn ở Isium và thành phố này hiện thiếu điện, nước, khí đốt, mạng viễn thông và Internet. Theo quan chức này, khoảng 80% cơ sở hạ tầng đã bị ở Isium đã bị phá hủy. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng nói rằng nước này không đủ số lượng hệ thống vũ khí chống tên lửa hiện đại và đề nghị các đối tác cung cấp theo ông trong tuần này sẽ có nhiều cuộc đàm phán quan trọng với không chỉ các chính trị gia châu âu những nước có khả năng cung cấp cho ukraine hệ thống vũ khí chống tên lửa hiện đại phía nga ngày càng ít tên lửa hiện đại nhưng nhu cầu của ukraine vẫn còn vì nga vẫn có đủ các loại tên lửa của liên xô vốn nguy hiểm hơn chúng kém chính xác hơn nhiều lần do đó đe dọa công trình dân sự gấp nhiều lần tổng thống ukraine nhấn mạnh Việc kiểm soát được Severodonetsk và Lysychansk sẽ giúp Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugan, từ đó tạo bàn đạp tiến sang Slovian và Kramatov. Thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Đây sẽ là những mục tiêu cuối cùng để Nga kiểm soát toàn bộ vùng Donbass ở miền đông Ukraine. Giới chức Kiev hy vọng việc Nga dồn lực cho trận chiến ở miền đông sẽ kéo căng lực lượng của họ ở các khu vực khác tạo điều kiện cho những đợt phản công của Ukraine. Không chỉ thế Ukraine nói chỉ nhận được một phần mười hỗ trợ quân sự. Theo bà Malia, Ukraine mới chỉ nhận được 10% hỗ trợ quân sự mà nước này đề nghị với phương Tây. Giới chức Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đang giành lợi thế ở khu vực Donbass thuộc miền đông Ukraine, đặc biệt là thành phố Severodonetsk, nơi chứng kiến giao tranh khốc liệt nhiều tuần qua, nếu không có thêm nhiều vũ khí hỗ trợ một số quan chức ukraine nói họ sẽ ngày càng khó có thể ngăn đà tiến quân của nga hoặc tái kiểm soát các khu vực tổng thống volodymyr zelensky trước đó cũng thúc giục phương tây chuyển vũ khí hạng nặng cho ukraine càng sớm càng tốt cho rằng chiến tranh kéo dài bao lâu phụ thuộc vào mức độ ủng hộ của cộng đồng quốc tế chính quyền Tổng thống Joe Biden hôm 1 tháng 6 công bố gói vũ khí mới nhất cho Ukraine, trong đó có hệ thống pháo phản lực cơ động cao, HIMA, mà Kiev yêu cầu suốt nhiều tuần trước đó. Gói 700 triệu đô la Mỹ này là phần đầu tiên được rút ra từ gói viện trợ 40 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ mới phê duyệt cho Ukraine. Sau khi được lưỡng đảng ủng hộ, quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ thêm rằng Washington và đồng minh vẫn còn một lượng thiết bị đáng kể để gửi tới Ukraine chúng tôi còn lâu mới cạn nguồn tài nguyên và sự hỗ trợ an ninh đa quốc gia cho trận chiến ở Ukraine, người này nói. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine đang diễn biến ngày càng gai cấn. Khi Nga cố gắng kiểm soát hai thành phố Severodonetsk và Lysikansk để có thể tuyên bố giải phóng hoàn toàn tỉnh Luhansk, trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giải phóng các vùng lãnh thổ Crimea và hai nước Cộng hòa tự xưng là Donetsk và Luhansk. Trong bài phát biểu được ghi hình và công bố tối ngày 13 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ đánh bại Nga ở miền đông Ukraine, giành lại các thành phố Mariupol, Kherson và Melitopol từ tay các lực lượng Nga, DPR và LPR Chúng tôi sẽ đến tất cả các thành phố của chúng tôi, đến tất cả các ngôi làng của chúng tôi, những nơi chưa cắm lá cờ Ukraine. Tôi yêu cầu tất cả những ai có cơ hội liên lạc với những người ở khu vực bị chiếm đóng. Hãy nói rằng sẽ có cuộc giải phóng. Hãy nói điều đó với Golovka, Donetsk và Lugansk. Hãy nói với họ rằng quân đội Ukraine chắc chắn sẽ tới và tất nhiên chúng tôi cũng sẽ giải phóng cả Crimea. Hãy để mọi quan chức Nga nhớ rằng đây không phải là vùng đất mà họ sẽ có hòa bình. Dù tổng thống Zelensky sẽ treo cờ Ukraine một lần nữa ở Donetsk, Lugansk và Crimea, song vẫn có những hoài nghi lớn về khả năng còn lại của quân đội Ukraine. Tuần trước, ông Mikhail Podolyak, một trợ lý của tổng thống Zelensky, nói với tổ hợp truyền thông Anh BBC rằng nước này đã mất từ 100 đến 200 binh sĩ mỗi ngày, chưa kể số lượng người bị thương, khi Nga đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Donbas. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, ngày 1 tháng 6, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận tình hình khó khăn nhất tại miền đông Ukraine, Nam Donetsk và Lugansk. Chúng tôi mất khoảng 100 binh sĩ mỗi ngày và khoảng 500 quân nhân khác bị thương khi làm nhiệm vụ. Ông Zelensky tuyên bố các lực lượng vũ trang Ukraine đang giữ vành đai phòng thủ ở miền đông Ukraine, đồng thời tiến hành phản công và gây sức ép ở khu vực khắc cốp. Trao đổi với Thời báo Tài chính, ông Oleksiy Danilov, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho rằng, Ukraine vẫn có cơ hội giành chiến thắng, nhưng chỉ có thể đạt được mục tiêu này khi các quốc gia phương Tây gia tăng viện trợ, chuyển giao vũ khí hiện đại. Tại Ukraine, mức độ tự tin về khả năng gây thiệt hại cho Nga sau khi Moscow thoái lui khỏi các khu vực phía Bắc, vùng phụ cận Kiev đã suy giảm. Giao tranh tại đây đang diễn ra ác liệt. Quân đội Nga có cơ hội làm chủ Luhansk, tỉnh cùng với Donetsk tập hợp thành khu vực trung tâm công nghiệp ở biên giới phía đông Ukraine. Chiến dịch quân sự tại Ukraine đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế của nước này. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shimhai, thì tổng thiệt hại của nền kinh tế Ukraine do chiến tranh đã lên tới 600 tỷ đô la Mỹ. Ukraine đã mất 1 phần tư diện tích đất canh tác nông nghiệp vì chiến sự. Chính phủ nước này cũng vừa thông qua kế hoạch ngưng xuất khẩu khí đốt, than đá và dầu nhiên liệu do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại nước này. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine ông Taras Vysotsky cho biết nước này đã mất một phần tư tổng diện tích đất canh tác ở một số khu vực kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhất là ở khu vực miền nam và miền đông nhưng vẫn đủ để cung cấp cho người dân. Mặc dù mất 25% diện tích đất canh tác nhưng cơ cấu cây trồng năm nay vẫn đủ để đảm bảo lương thực cho người dân. Thứ trưởng Vysotsky nhấn mạnh rằng người nông dân Ukraine đã chuẩn bị tương đối tốt cho việc gieo hạt trước khi xảy ra xung đột. Trong tháng 2, Ukraine nhập khẩu 70% lượng phân bón cần thiết, 60% các sản phẩm kiểm soát dịch bệnh cây trồng và khoảng 1 3 nhiên liệu cần thiết để gieo cấy. Tuy nhiên, xung đột khiến nhiều bến cảng của Ukraine ở Biển Đen bị phong tỏa, ngăn cản hoạt động sản xuất ngũ cốc, buộc người dân phải thay đổi số lượng và chủng loại hạt gieo. Theo của Tổ chức Di cư Thế giới và Cơ quan Tị nạn của Liên Hợp Quốc, ước tính hơn 7 triệu người Ukraine đã phải sơ tán trong nước, 7,3 triệu người đã ra nước ngoài, trong đó hơn một nửa sang nước láng giềng Ba Lan. Trước đó, chính phủ Ukraine cũng công bố ngừng xuất khẩu các mặt hàng than đá, dầu nhiên liệu và khí đốt được sản xuất trong nước thuộc danh mục các loại hàng bị cấm xuất khẩu trong thời gian xảy ra xung đột. Nghị quyết nêu rõ quyết định cấm xuất khẩu các mặt hàng trên có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và tình trạng thiết quân luật ở quốc gia Đông Âu này. Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đang bước vào giai đoạn căng thẳng và để giành được vị thế cửa trên trong chiến dịch này, Ukraine phải phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ từ các quốc gia phương Tây. Trong khi đó, thì một số thành viên Liên minh châu Âu lo ngại việc gửi quá nhiều viện trợ cho Ukraine có thể ảnh hưởng tới năng lực quốc phòng của chính họ. Bởi vậy, tương lai xung đột tại Ukraine không thể kết thúc trong một sớm một chiều.